Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Nam Định, 6 trường hợp trên chuyến bay VG3613, chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 đang có mặt tại tỉnh Nam Định đã cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19. 6 trường hợp này hiện đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà ở các huyện Vụ Bản, Giao Thủy, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Y Yên. Trong những ngày qua, ngành y tế tỉnh đã giả soát điều tra dịch tễ các trường hợp trong đoàn làm việc tại trạm biến áp 110 Trình Xuyên, xã Liên Bảo huyện Vụ Bản, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với một trường hợp tại Trung tâm Y tế Phụ Bản. Thực hiện xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các trường hợp khác được bàn giao về địa phương nơi cư trú để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe. Ngành y tế cũng đã giả soát truy vết một trường hợp F2 tiếp xúc gần với F1 của bệnh nhân COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cung cấp thông tin. Hiện trường hợp F2 được hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà ở phường Thống Nhất, thành phố Nam Định. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, sau một tuần triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đến ngày 2 tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh đã tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trên 3.700 trường hợp. Trong đợt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đối tượng được tiêm chủ yếu là các nhân viên y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đến ngày mùng 2 tháng 5, toàn tỉnh có trên 3.700 trường hợp được tiêm phòng COVID-19, trong đó huyện Hải Hậu có đông đối tượng được tiêm nhất với trên 1.000 đối tượng. Qua một tuần triển khai tiêm, đã ghi nhận trên 1.500 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm chủng như đau sưng tại chỗ, nôn, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, sốt, đau họng, ớn lạnh, đau đầu, đau nhức toàn thân, phát ban,